vào viện vì tiêu chảy cấp. Vào viện vì tiêu chảy cấp và đứa trẻ này nó kích thích nhiều hơn cái mức độ mà tôi trông đợi. Tức là tôi nhìn thấy đứa trẻ này nó kích thích không thể nào giải thích nổi. Ngày tôi học với chú tôi trực ở trên khoa tiêu hóa thì tôi thấy nó như thế thì tôi hỏi, tôi gọi người nhà vào bởi vì người chú thì hăng hái lắm. Thế như thế gọi luôn người nhà và hỏi phao lên tôi nào. Cháu một gói, cháu pha một lít nước và pha tất cả một cái đều rất là đúng rồi. Nhưng bởi vì thực ra là các bạn thấy là ở khoa tiêu hóa có phải tất cả các bệnh nhân đều làm việc giải đồ không? Bởi vì bệnh nhân quá nhiều. Nên gần như bệnh nhân người ta không làm nhiều như vậy, không làm thường quy. Như bệnh nhân này tôi hoặc là có thể ngày tôi ở trên bệnh nhân thì không làm thường quy. Ngày tôi nói với chị y tá là chị làm cho em viện giải đồ. Bởi vì tôi thấy bệnh nhân này kích thích nhiều quá. Sau đấy bệnh nhân co giật, tôi chuẩn bị chồng nó tùy bệnh nhân này nó có sốt mà nó mất nước như thế nó cũng sốt, nó cũng co giật. Thế thì tôi chuẩn bị chồng thì bắt đầu viện giải đồ về natri lên 175. Cả đêm đấy tôi chỉ bù thôi. Mà bù natri hạ natri thì không được hăng hái quá đúng không? Không được quá 12 mét trong một ngày. Thế mà bù natri sau đấy bệnh nhân ổn, bắt đầu tôi lại gọi lại. Hai ngày sau tôi gọi bà với mẹ bệnh nhân lại, tôi hỏi ceftazidime thì đấy người ta mới khai thật. Người ta bảo là người ta thấy đấy là thuốc, cho nên là mẹ bệnh nhân thì lấy nửa gói orezon pha đến nửa lít nước. Mà các bạn biết là cái gói bột thì các bạn không thể định lượng thế nào là nửa được đúng không nào? Nhưng chưa hết, bà cháu lại còn bảo là tôi tưởng đấy là thuốc nên tôi hòa càng nặng càng tốt cho cháu uống được nhiều. Đấy là do nhà mình không giải thích cho bệnh nhân. Cái thứ hai là một trường hợp nữa tôi vừa gặp ở khoa nhi bệnh viện Mai, bệnh nhân vào mất nước C. Bác sĩ biết một câu như này: buổi chiều người ta vừa vào khoa tôi đã khám xong, xong đến buổi tối người ta vào vì mất nước nặng. Thì lúc đấy tôi cấp cứu xong tôi cũng bảo chứ em ơi sao lại để con nặng như thế này đến vào viện à? Mẹ bệnh nhân nói một câu này mà tôi dừng luôn, tôi không nói nữa. Em chiều mùa vào đây khám các bác chẳng giải thích cho em như thế nào phải vào viện còn em biết thế nào mà cho con em vào. Đấy là một câu hậu sự của mình nhé. Đến khi tôi dở cái đơn ra orezon pha theo hướng dẫn uống theo nhu cầu. Thế thì các bạn bảo là pha theo hướng dẫn uống theo nhu cầu, chúng ta uống thì uống chẳng uống thì thôi, chẳng có một cái quy định gì cả. Thế thì là người ta con người ta vào viện mới mất đến khám các bạn mất ăn tối 8 giờ tối thì ta vào với tôi mất nước C. Đấy, cái tiêu chảy nó mất nước nhanh như thế và nếu mà các bạn không tư vấn được bệnh nhân thì cực kỳ là nguy hiểm. Cho nên là với những cái bệnh nhân mà kích thích, các bạn không thể tin tưởng tại sao nó kích thích nhiều như vậy. Bệnh nhân có co giật, bệnh nhân có sốt, ngoài cái việc các bạn nghi ngờ hội chứng màng não ra thì các bạn phải để ý cho tôi xem có dấu đặc biệt dài hay không để tìm nhé. Tiếp theo là các triệu chứng toàn thân thì các bạn phải đánh giá về tình trạng dinh dưỡng. Bởi vì tại sao tiêu chảy là một yếu các bạn muốn học trong cái phần yếu tố nguy cơ là suy dinh dưỡng là một trong những nguy cơ dẫn đến tiêu chảy cấp đúng không này? Và tiêu chảy cấp thì rất dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, đấy là cái vòng xoắn mà các bạn rất là dễ thấy. Và trong phần điều trị các bạn sẽ thấy là điều trị bồi phụ nước điện giải là đầu tiên và cái thứ hai là vấn đề về dinh dưỡng. Cho nên là với bệnh nhân tiêu chảy cấp bao giờ cũng phải đánh giá về tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt là họ trẻ có sút cân không, có tình trạng suy dưỡng kèm theo, đặc biệt là vấn đề suy dưỡng nặng Marasmus hoặc siêu co, dấu hiệu thiếu vitamin D kèm theo, có sốt và nhiễm trùng hay không.